Real Madrid đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, không chỉ về những gì diễn ra trên sân mà còn là trên thị trường chuyển nhượng. Tháng 3 và tháng 4 là thời điểm các cuộc đàm phán về việc ký những hợp đồng tiềm năng được đẩy nhanh và đưa ra các lựa chọn quan trọng về tương lai của câu lạc bộ. Madrid có xu hướng chờ đợi cho đến thời điểm này của mùa giải khi vòng 16 đội Champions League kết thúc, vì họ tin rằng nó cung cấp một cơ sở vững chắc để bắt đầu thực hiện các động thái. Và đây sẽ là một mùa hè thật sự bận rộn đối với ban lãnh đạo của Los Blancos khi họ đang có nhiều mục tiêu để nhắm đến. Hãy bắt đầu với Alphonso Davies. Như The Athletic tiết lộ, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận miệng với chân chạy cánh người Canada vào tháng 2 năm nay về hai kịch bản có thể xảy ra: gia nhập đội bóng Hoàng gia ngay vào mùa hè này hoặc chờ đợi đến năm 2025 để đến với Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do. Thế nhưng Bayern Munich sẽ tìm cách bán đi ngôi sao của mình nếu họ không thể gia hạn hợp đồng được với cầu thủ 23 tuổi, khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2025. Hôm sáng, sân Bavaria không muốn lặp lại trường hợp như của David Alaba. Cầu thủ người Áo đã đến với Santiago Bernabeu sau khi rời Bayern dưới dạng cầu thủ tự do vào năm 2021. Cuộc gặp gần đây nhất giữa đại diện của câu lạc bộ và Alphonso Davies là vào ngày 12 tháng 3 tại Munich. Giám đốc thể thao của Bayern Max Eberl nói với Bild vào giữa tháng này về việc Bayern đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn dành cho anh. Chúng tôi đã gửi cho Alphonso một lời đề nghị rất cụ thể và được đánh giá rất cao. Tuy nhiên vẫn không có thỏa thuận nào đạt được tại cuộc họp đó, và nếu hai bên vẫn không thể tìm thấy tiếng nói chung trước khi kết thúc mùa giải, cả hai dự kiến sẽ làm việc cùng nhau để sắp xếp việc anh được bán cho một đội bóng nào đó. Và Bayern đã chính thức đưa ra một bức tối hậu thư cho ngôi sao của mình. David đã được cho đến tháng 4 để chấp nhận lời đề nghị hợp đồng từ Bayern Munich hoặc trình bày đề xuất từ bất kỳ đội bóng nào muốn ký hợp đồng với anh, theo giám đốc thể thao Max Eberl của đội bóng này. Bị buộc phải đưa ra quyết định trong một thời điểm quá sớm đương nhiên khiến cho phía của cầu thủ cảm thấy không hài lòng. Phát biểu với tờ Bild, người đại diện của Davies nói: "Thật không công bằng khi nhận tối hậu thư từ Bayern. Chúng tôi định sẽ đưa ra quyết định vào cuối mùa giải khi mọi thứ rõ ràng hơn. Thật không công bằng khi Alphonso hiện đang bị dồn vào thế khó như vậy. Chúng tôi đã gần đạt được một thỏa thuận cách đây một năm trước. Sau đó toàn bộ ban lãnh đạo câu lạc bộ đã được thay thế. Chúng tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì trong 7 tháng. Bây giờ chúng tôi lại nhận được tối hậu thư và phải đưa ra quyết định trong vòng 2 tuần vì câu lạc bộ đang chịu áp lực và chúng tôi vẫn chưa biết được huấn luyện viên nào sẽ đến ở mùa giải tới. Điều đó không công bằng." Ngay sau đó, giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eberl đã đáp trả người đại diện của Alphonso Davies. Eberl nói trên Sky Germany: "Chúng tôi không chịu áp lực. Đây là một mối quan hệ bình thường giữa cầu thủ và câu lạc bộ. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra một đề nghị rất công bằng và chính xác. Tại một số thời điểm trong cuộc sống, bạn phải nói có hoặc không. Đó là một điều khó tránh khỏi." Với những diễn biến như thế này và sự bất hòa giữa Davies cùng đội bóng chủ quản của mình, triển vọng cho thương vụ của Madrid có vẻ tươi sáng. Trong trường hợp cầu thủ người Canada không hài lòng và cảm thấy bị ép buộc phải chấp nhận gia hạn hợp đồng, Bayern sẽ buộc phải đàm phán với Los Blancos và chấp nhận mức phí thấp hơn cho Davies thay vì mạo hiểm mất anh mà không có gì trong tương lai. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận về điều này. Anh viết trên trang X: "Davies sẽ không ký hợp đồng mới với Bayern vào lúc này. Real Madrid đã nắm rõ tình hình. Quyết định sẽ được đưa ra trong những tuần tới, nhưng tình hình đang rất căng thẳng. Nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn, Davies sẽ ra đi vào mùa hè này, còn Real chuẩn bị mở cuộc đàm phán với đội bóng nước Đức về mức giá chuyển nhượng." Nhưng với những gì đang diễn ra như hiện tại, vị thế của Bayern đang là không tốt, vậy nên có thể họ sẽ chấp nhận giảm giá đôi chút. Còn Madrid hoàn toàn có thể cân nhắc nới rộng khoản chi tiêu để có được chân chạy cánh sinh năm 2000 ngay ở mùa hè này. Việc David chuyển tới Real Madrid có thể ảnh hưởng đến tương lai của Ferland Mendy, người có hợp đồng với Los Blancos và sẽ hết hạn vào năm 2025. Ancelotti rất vui mừng với sự có mặt của anh, nhưng trong quá khứ câu lạc bộ đã từng để ngỏ khả năng để cầu thủ này ra đi. Nhưng tất nhiên kền kền trắng sẽ mong muốn có thể sớm giải quyết trường hợp của Alphonso Davies, bởi ở mùa hè năm nay họ còn phải tập trung vào thương vụ của siêu sao người Pháp Kylian Mbappe. Trước đó, Mbappe đã thông báo với Paris Saint-Germain vào ngày 14 tháng 2 rằng anh sẽ rời câu lạc bộ nước Pháp vào cuối mùa giải này khi hợp đồng hết hạn. Cùng ngày, Madrid đã tiếp RB Leipzig ở vòng 16 đội Champions League. Các thành viên của hội đồng quản trị của Los Blancos có mặt tại trận đấu đó cho rằng Mbappe sẽ có mặt trong đội hình của họ vào năm sau, và quan điểm đó đã được chia sẻ với những cầu thủ có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, kể từ đó, nhiều nguồn tin khác nhau được đưa ra, vẫn chưa có một xác nhận nào về việc siêu sao người Pháp sẽ chắc chắn đến với Madrid. Một trong những lý do có thể là Feyza Ramari, mẹ và người đại diện của Mbappe, đã yêu cầu quyền quyết định tối đa về tương lai của anh. "Chúng tôi phải đợi đến tháng 5 để có thể nói về điều này", một nguồn tin tham gia đàm phán với Mbappe gần đây cho biết. Bên cạnh đó còn là việc Mbappe và Paris Saint-Germain vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa các chi tiết về kinh tế cho sự ra đi của Mbappe. Paris Saint-Germain mong muốn anh sẽ phải nhượng bộ tài chính nhiều hơn so với những gì đã thỏa thuận vào mùa hè, khi chân sút này từ bỏ khoảng 80 triệu euro tiền thưởng trung thành.
Mặc dù vậy thì việc ngôi sao 25 tuổi sẽ rời đi và chuyển tới Real vào mùa hè này là điều gần như chắc chắn xảy ra. Các đối thủ của Real như Liverpool hay phần nào là cả Chelsea, Man United đều đã rút lui. Tờ Le Quip của Pháp còn tung tin rằng nội bộ Paris Saint-Germain đã biết về việc người đồng đội của mình sẽ chuyển tới Real Madrid. Mọi chuyện bắt nguồn từ Achraf Hakimi, cựu cầu thủ của kênh kênh trắng khi anh được Mbappe đến xin tư vấn về cuộc sống tại thủ đô Tây Ban Nha. Để dọn đường cho Mbappe đến với sân Bernabeu, ấn phẩm Fichaje của Tây Ban Nha khẳng định rằng Real Madrid có thể chấp nhận bán Rodrigo với mức giá 100 triệu euro trước sự dòm ngó từ Liverpool. Câu lạc bộ Premier League đang tích cực tìm kiếm một sự thay thế cho Salah trong tương lai. Thậm chí thời điểm cho màn ra mắt của Mbappe và đội bóng Hoàng gia còn đã được xác định. Theo Diario AS, Real sẽ không thể giới thiệu tiền đạo người Pháp trước khi Euro 2024 khởi tranh do xung đột lịch trình. Họ không thể tổ chức trước tháng 6 do Mbappe có hợp đồng với đội bóng thủ đô Paris đến ngày 30 tháng 6. Hơn nữa, nhiều khả năng Mbappe sẽ hội quân với đội tuyển quốc gia Pháp để thi đấu tại Euro 2024 từ cuối tháng 5 nếu Paris Saint-Germain không thể tiến vào chung kết Champions League. Và còn có một mục tiêu chuyển nhượng nữa của đội bóng Hoàng gia đang rất sáng cửa, đó là huấn luyện viên Xabi Alonso. Mặc dù sẽ không phải là ngay mùa hè này, thế nhưng Xabi được hy vọng sẽ dẫn dắt Real Madrid sau triều đại của Carlo Ancelotti. Mới đây, Xabi Alonso đã xác nhận ông sẽ vẫn là huấn luyện viên trưởng của Bayer Leverkusen sau khi kết thúc mùa giải này. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Alonso giải thích rằng Leverkusen là nơi phù hợp với ông. Vậy nên Liverpool hay Bayern Munich sẽ phải sớm lựa chọn một huấn luyện viên mới khi mùa giải này kết thúc, với việc Jurgen Klopp và Thomas Tuchel đều sẽ rời đi. Nhưng đây lại là tin vui cho Real Madrid khi họ hoàn toàn có thể đợi được. Carlo Ancelotti đã gia hạn hợp đồng với Los Blancos đến năm 2026 và theo một số nguồn tin, ông hoàn toàn có thể lùi về hậu trường để đảm nhận vai trò khác trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Vậy nên đây là lợi thế lớn của Real trong câu chuyện của Xabi Alonso. Hai đối thủ kể trên của Los Blancos cần phải sớm tìm người thay thế trong khi họ đã luôn sẵn sàng. Chủ tịch Florentino Perez, tổng giám đốc Jose Angel Sanchez và trưởng tuyển trạch viên Juni Calavas sẽ phải làm việc rất tích cực để đưa những bản hợp đồng trên về với sân Bernabeu, và có lẽ sẽ sớm thôi, các Madridista sẽ được chứng kiến thành quả đó.